Chào các bạn, mình là Eden, một VTuber thích làm game và đang trong quá trình làm con game nho nhỏ chưa có tên. Hôm nay mình muốn bắt đầu một series devlog mới với mục đích là ghi lại quá trình làm game, chia sẻ kiến thức và các khó khăn mình gặp trong lúc thực hiện dự án này. Muốn làm game thì bắt đầu phải có ý tưởng trước và cái quá trình lên ý tưởng của mình nó như sau. Ok, người chơi sẽ đứng ở giữa này, xong rồi chắc là sẽ có mấy cái viên nó sẽ bay vào cần đây kiểu này. Yeah. A few moments later. Mình nghĩ mình vẽ nhầm game rồi. Sau khi đã có ý tưởng thì mình tạo một cái project Unity mới, cho thêm một vài cái hình cơ bản như là hình tròn, hình vuông, một vài cái component như là rigid body, collider để giúp mình hình dung xem là game nó sẽ nhìn thế nào. Oops, đợi tẹo mình sửa cái này. Giờ thì mình bắt đầu viết code. Về cơ bản, người chơi sẽ điều khiển một cái khiên quay xung quanh để đỡ những viên đạn bay tới. Game cũng sẽ chỉ là thể loại game tính high score, chơi càng lâu càng khó, kiểu mấy cái game arcade nhỏ nhỏ ở trên điện thoại như là Brick Break này, Temple Run hay là Two Cars, điểm dừng là lúc người chơi thua. Hoặc bạn ném máy điện thoại trong đi trong cơn tức giận. Và với mớ code này thì người chơi có thể xoay cái khiên để chắn. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm một cái hệ thống spawn. Chỉ có một vấn đề nhỏ nhỏ, mình thật sự không biết cách làm thế nào để cho spawn ngoài màn hình. Không sao đâu nhỉ, coder nào mà chẳng làm mấy cái này. Lo gì? Ok, sau khi xong vụ đó thì tôi đã có thể spawn mấy cái viên đạn ngoài màn hình rồi. Nhưng nếu chỉ có một loại đạn thì không hay đúng không? Nên với sức mạnh thần kỳ của Object Oriented Programming, lập trình hướng đối tượng, chúng ta đã có 3 loại đạn, là loại đạn bình thường, loại đạn bất bình thường và xanh. Nếu bị dính đạn thì người chơi sẽ to lên bằng cách thay đổi local scale. To quá thì người chơi sẽ thua, nhưng mà viên đạn màu xanh nó sẽ hồi máu cho người chơi và thu nhỏ lại. Tất nhiên chơi game high score mà không có score thì chỉ có 2 thôi. Wait. Vậy nên mình dùng cái khối lập phương với ngoặc nhọn kỳ quặc này được gọi là Scriptable Object, và nó kiểm soát hết điểm số cùng với hệ thống high score và lưu điểm. Mình cũng sẽ để link video mà mình tham khảo ở trong phần mô tả để các bạn có thể xem nha. Dù chỉ là demo nhưng mình cũng muốn nó đẹp hơn một chút, nên là với sức mạnh của Unity Particles post processing chứ, nên là cho những cái như là PP layer, PP volume vào với hiệu ứng bloom, thế là xong, game nhìn đỡ tệ hơn rồi. Và cái hiệu ứng bloom này nó tạo cho game một cái style neon mà mình nghĩ là khá là ổn cho hiện tại. Tạm thời chỉ cần cho nốt menu vào là thế là xong một cái demo nhỏ. Trong video tới, mình sẽ cố gắng làm thêm nhiều tính năng hơn như là loại đạn này, hoặc là người chơi sẽ có kỹ năng hoặc buff gì đó, hoặc ít nhất là đặt tên cho cái game này, bởi vì bây giờ nó chưa có tên gì cả. Và mình biết cái demo này thiếu khá là nhiều tính năng, thế nhưng mà một cái demo làm trong tầm một tuần này với mình là khá là ổn. Tất nhiên là về mặt design của mình chưa tốt, thế nên là nếu mà các bạn có gợi ý nho nhỏ gì mà mình có thể consider thì các bạn có thể bỏ vào dưới phần comment nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn đã thích video thì nhớ like, share và subscribe, cùng với cả nhấn cái chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút subscribe để không bỏ lỡ những cái devlog và những stream tới của mình nhé. Mình hay stream làm game với Unity cùng với chàng chơi game và chuyện trò trong chat về những vấn đề về làm game hay là liên quan đến game design và game development. Các link mạng xã hội của mình được đặt trong phần mô tả, kết nối với mình qua đó nha. Chào các bạn và chúc các bạn một ngày vui vẻ. Với sức mạnh của Unity Particle, chết nhầm, post processing chứ, thì chúng ta sẽ chỉ cần cho những cái như là PP layer, PP volume. PP volume.